Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại BT Channel. Thì hôm nay mình nghe đâu là anh em đồn là Bootkin tải không được, cho nên là hôm nay mình sẽ thử tải Bootkin và chơi Pokemon trên Bootkin thử xem coi có được không nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở điện thoại lên. Đó. Mở điện thoại lên phát nè. Ok, đây là Bootkin mình đã tải rồi. Thì mình sẽ xóa đi. Bây giờ mình sẽ xóa, mình tải lại cho bạn xem. Setting ở đâu ta? Đây, cài đặt đây, cài đặt ứng dụng, tìm nó và xóa nó đi cái đã. Đây, gỡ bỏ này. Ok này, mình thì do mình làm biến tải phần mềm quay màn hình cho nên là mình quay trực tiếp bằng camera, anh em xem thông cảm nha. Ok các bạn xem thông cảm nha. Giờ vô lại và tải nó về đây. Bootkin anh em, đây tên của nó nè, anh em tự gõ nha, mình đã tìm sẵn rồi cho nên là làm biến tìm nữa đó. Rồi các bạn phải chấp nhận, xong rồi đợi nó cài đặt đó, nó đang tải xuống nè, đợi nó tải xuống rồi mình sẽ mở lên, mình đăng nhập, mình chơi thử bạn xem coi nó có khó như các bạn nói không. Đợi xíu các bạn. Có một số bạn nói là Bootkin nó không cho xài miễn phí nữa, nó bắt tính tiền anh em. Cái đó là hoàn toàn sai. Bây giờ mở nó lên, không, nó không có tính tiền anh em đâu. Anh em xem, anh em lít vô cái gì lộn rồi. Đấy, chứ là nó làm gì mà tính tiền anh em làm gì. Mặc định của các phần mềm ở trên điện thoại là nó đều chạy quảng cáo ngầm ở trên rồi các bạn. Nó chạy quảng cáo hết rồi, cho nên là các bạn yên tâm về cái đó. Nó không có tính tiền anh em đâu, nó đã lấy tiền qua quảng cáo ngầm rồi, cần gì phải tính tiền anh em làm gì. Anh em chơi game mà lâu lâu nó hiện quảng cáo là nó đó, quảng cáo của nó đó. Vô bình thường nè, bây giờ mình đăng nhập nè, mình không biết là anh em đăng nhập như thế nào nhưng mà mình đăng nhập vẫn bình thường nha. Bây giờ đăng nhập, bây giờ mình đăng nhập tài khoản của mình. Ok, giờ mình sẽ bấm mật khẩu. Đợi mình xíu. Để mình bấm mật khẩu vô cái đã. Ok, sau khi bấm mật khẩu xong rồi, mình đã đăng nhập vô nick mình nè. Đó, bạn có muốn không bao giờ, mình sẽ không lưu đâu. Bây giờ các bạn sẽ vào kho game, phong to lên cho bạn xem được không nhỉ. Đây được các bạn ơi. Đây, các bạn để ý, đây là kho game đây. Nó không lấy nét được nha. Đích vào kho game. Web game nha các bạn, web game chứ không phải kho game nha. Mình nói lộn á. Nó bị lắc thì sao đấy nhờ. Giờ bấm xem tất cả coi. Không được luôn. Nó bị lắc thì sao ấy. Nó bị lắc rồi. Để mình khởi động lại phần mềm cái nè. Nó bị lắc rồi, bấm vô không được các bạn. Vẫn chơi hoài, kỳ ghê. Đợi xíu nha anh em. Vô lại. Lại phải đăng nhập lại rồi. Cái tội không lưu mà khẩu. Ok, đợi mình đăng nhập cái. Ok, đăng nhập xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ bấm vô web game. Đó, được liền. Khởi động lại là được liền. Giờ kiếm Pokemon. Đó, đây là Pokemon bấm vô chơi ngay. Chọn server Pikachu, server mình hay chơi. Mượt quái cục cức luôn. Đây, đây là quảng cáo nền của nó nha. Đó là quảng cáo nền của nó. Cho nên là nó có chạy quảng cáo nền thì nó không thể nào mà nó thu phí anh em được. Nó đã kiếm tiền qua cái quảng cáo nền rồi. Đó, mấy anh em nào nói là Bootkin nó tính tiền anh em là bậy nha, bậy lắm à. Mấy ông lại tải lộn cái phần mềm nào, mấy ông lại bảo nó tính tiền mấy ông. Ấy, tôi vô chơi bình thường nè, dễ tải dễ vãi trường nha. À, vô điểm danh cái các bạn ạ. Điểm danh kinh quà nè. Đó. Nhận ngay. Nhận liền. Bật độ sáng hơi cao, nó chá quá.
Ok. Đây mình vô game bình thường nè. Đó. Đây là ad của mình. Cái ad cổ đại của mình này, Sẽ qua Pikachu top 587 luôn. Chỉ số kiếm, chỉ số khắc, chỉ số máu cũng ok phép đấy chứ. Dân cày thôi nha. Mình chỉ là dân cày thôi, mình không có nạp đâu. Cho nên là ad mình gì giờ cũng bro rồi. Đó. Ok. Thì cái video đến đây kết thúc. Anh em nào thấy hay nhớ like và chia sẻ video ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh nếu bạn chưa nhấn đăng ký nha. Và nhấn cái chuông cái bên để theo dõi những video sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn tải bút kênh thành công. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye.